có gì cho con ăn không? À, hai đứa à. Này, đi ra làm vườn với mẹ đi. Vâng ạ. À. Không, làm vườn cho hết tay con chơi điện thoại cơ. Chào ra đây với mẹ nào. Vâng ạ. À. Để con nhổ cỏ đây nhé mẹ nhá. Ừ, nhổ cỏ đi. Wow, con của mẹ giỏi quá. Dạ, có gì đâu mẹ. Con có mệt không? Này, mẹ cho con mấy gói ăn vặt mà ăn này. Ôi, con cảm ơn mẹ nhá. Ừ, đồ ăn của con đâu? Lười biếng như con, ăn cái này làm gì? Ăn điện thoại cho nó no. Mẹ hôm nay con muốn cháu gì hôm đấy, mẹ chuyển cho con đi. Wow, giỏi thế. Mẹ chuyển cho con gói bim bim này. Ừ, mẹ. À. Mẹ ơi, hôm nay con có được 10 để mẹ thưởng cho con đi. Mẹ chỉ yêu em, không ý chị đâu. Này, phần của con này. Ôi, sao mà thiếu được? Lên lên. Thế bây giờ mẹ thương em hơn chị hay đi em. Lên lên của ta hơn nha. Đây, của con sao mà ít hơn được? Giờ của ai nhiều hơn? Mẹ, thế mẹ vẫn đang bị em hơn. Mẹ, em ăn gói. Tao có động một gói thôi, xin thì bác xin đi ra đi. À, ăn thử gói cay cay xem có ngon không nào. Gói quá, chẳng có gì ăn cả. Ô, em ơi vào đây chị cho em kẹo này. Này chị cho em phần này này. Ô, em ơi vào đây ngồi ăn với chị này. Ừ, không có gì đâu em, hai chị em mình cùng ăn nhá. Chị ăn ngon chị nhở? Ừ, ngon thật nhở. Em ăn hết rồi. Để chị xem nào. Ô, nhưng chị cũng hết tiền rồi. Bây giờ kiếm đâu ra tiền để mua cay cay đúng không? Này, cháu ơi, cay cay này. Không có, nhưng mà cháu không có tiền. Hôm nay cô có chương trình khuyến mại tặng con luôn á. Đây, cay cay này. Đây, cô cho cả 6 cái này nữa. Đây, cho cái này nữa. Ờ, để con lấy đi. Đây nữa này, tặng cả cái này nữa này. Con xin cô. Hai được ăn đi nha. Vâng. Con chào cô. Chị cho em đây, em cầm về nhá. Bây giờ chị bóc cái này ra nhưng mà phải lấy hai chiếc miếng chung nhá. Vâng ạ. No. Hả? Ba rơ. Thành công. Ôi, sao xúc xích của em to thế? Bé như của các chị. Trời ơi, sao không đến bước nhiều này, đến bước giờ mới xong. Cháu ơi, cô đi đường bị mất ví rồi. Bây giờ cô đói cô khát quá, cháu có thể cho cô một gói ăn đỡ được không? Đi sao vậy? Cháu thích mai mới đổ đây, cho cô đi ra đi. Bực hết cả mình, vừa mới mua được bịch kẹo, tao có người gian xỉn, chị phải biết chọn đối tượng mà xin nhá. Ôi, cháu cảm ơn cô nhiều nhá. Chắc ngon lắm đấy, thử bắt đầu ăn xem nào. Có thể cho cô ít đồ ăn vặt được không? Vừa nãy cô đi đường bị mất ví rồi, giờ cô đói quá. Vâng ạ, cháu cho cô một miếng này. Ôi, nhưng mà cháu cho cô thì cháu có đồ gì để ăn không? Không sao đâu cô, cháu đói quen rồi, tại vì cháu nghèo mà lo cháu khó chịu lắm. Này, cháu tốt như thế, cô có ít đồ ăn vặt cho cháu này. Ôi, nhà cô nghèo như thế sao cô lại cho cháu được, cô cứ để dành đấy đi. Cô vẫn thử lòng cháu thôi, thấy cháu nghèo thế mà lại còn rất là tốt bụng nữa, có một gói thôi mà sẵn sàng chia nửa cho cô. Đây, cô gửi lại cháu này, cô cho cháu cả cái này nữa. Cảm ơn cô. Đây, cô còn ít tiền nữa này, cô cho cháu cả luôn. Ôi, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Có, bây giờ mới có 3 hộp thôi, tí nữa ra nhà bác Thu mua thêm con nhá. Mình đói quá. Sao mình thấy nhà người ta Tết đến ai cũng mua bánh kẹo đủ đầy, mà sao nhà mình chả có gì? Mình thấy chả có không khí Tết thế nào. Mình đói quá. Mẹ ơi, chị kia tội, xe mẹ cho chị lấy bánh kẹo đi. Đúng là hơi tội nhỉ, thế đi ra đi con. Đây cô có chút bánh kẹo cô vừa mua này, cô tặng con chỗ này nhá. Cô ơi, sao nhiều thế hả cô? Không có gì đâu con ạ, cái này có 3 hộp thôi mà. Con cho cô địa chỉ nhà hôm sau cô gửi thêm cho con nhá. Thế này được rồi, cô không cần phải gửi thêm cho con đâu. Có gì đâu, đây có 1 3 hộp hôm sau cô gửi thêm nữa cho. Chị ơi, em cho chị này. Đấy chị nhận đi, em cho chị đấy. Vâng, chị cảm ơn em nhá. Bây giờ trời mưa rồi đấy, con cũng về sớm đi, không là ướt hết đầu là ốm đấy. Vâng, con chào cô. Con chào chị đi con. Em chào chị ạ. Chị chào em nhá. Chị cho em lấy một gói ăn vặt à. Lấy đi, lấy đi. Em lời gói này, em gửi tiền chị à. Cái gì? Gói này của tao 5.000, mày đang cho tao 1.000. Ai làm đấy? Ra đây, đi ra cho bác mà mua. Thuê bùa. Em xin lỗi chị. Cô ơi, cô làm rơi tiền này. Cô con nhặt giúp thu tiền à. Cô cảm ơn con nhắc nhở con thì cô mình lấy lại được cái tiền này, con được có mất hết rồi. Để cô biếu con lấy tiền. Ôi, con không lấy nhiều thế này đâu. Có gì đâu, đúng là con này đi đừng ngại nhá. Cô con lấy một tàu nên con không lấy nhiều đâu. Thế thì đây, con cho một tàu này từ mẹ lấy được không? Vâng ạ, con cảm ơn cô. Chị bán hàng ơi. Không tiền đi ra chỗ khác vào đây làm gì? Đây, em có 2 tờ này, có đủ mua cây không ạ? Ôi ơi, đủ, mua đi em vào, mua.
kia. Thế này đó, thường mua hết. Ôi, thường này nhiều đấy, em để lại cho mẹ em. Trời lắm chuyện. Ăn cái cây thôi nào. Mình đã ăn gói này chưa? Thường này, mình mang về cho mẹ và em. Uầy, đồ dâu điểm ấy cho chị Tô với. Em còn muốn một con ấy không cho chị Tô đâu. Trời ơi, nhớ mặt đấy. Mình còn muốn một con cho chị đấy làm gì mà đo lúa. Hả? Em có chúa thế nhở? Đi mua trái chúa trái. À, đi à, cơ hội đến rồi. Thế này cho khỏi Tô luôn. Này này thì không cho Tô này. Không cho Tô này. Không cho Tô này. Đẹp chưa, đẹp chưa. Oh no. Mà khóc hả? Ôi, con dấu dâu của con sao lại thế này? Ai làm hỏng của con à? Dấu dâu của con hỏng của con chứ con lại lửa. Bây giờ đến thì cô yêu con khác nhá. Đây ra đây, con thích chọn con nào cô lấy thôi nhá. Cô chọn con nào. Để cô tặng con này mang về nhá. Cảm ơn cô. Thầy ngon hả? Này chị ơi, đổi bim bim lấy thầy không? Thôi chị không ăn đâu, cả của chị ngọt này đổi bim chả ngon. Bim bim của em nhớ có vị chua ngọt này. Nhưng cái bim bim này của em vừa mới bóc ra, hơi bị nhiều luôn. Chị ăn dở thì còn bim đổi cho em đi. Đây rồi, một cái nhá. Vâng, lên lên, chị cảm ơn đi nhá. Tự nhiên này mất cả khoái thầy. Bim bim đâu? Năm mới cô chúc con vui vẻ. À, chúc con năm mới ai cao ăn nhanh chẳng lớn nhá. Vui vẻ, vui vẻ. Được rồi, ba hiểu rồi. Đây, này, đi cho một cái. Sao cũng mất một cái, ba người lớn rồi phải hai cái cơ. Đâu nhở? Con chào cô à. Miêu nhá. Và nhanh tay. Này, năm mới cô mừng tuổi con này. Không cần đâu à, con lớn rồi. Càng lớn càng phải mừng tuổi. Cứ cầm lấy cô vui, nhớ chưa? Để bố mẹ cô nhận cô về đây. Đây, chị được cô hàn lì xì bao nhiêu, em được lì xì tăng hai cái nhá. Đây, để bây giờ bóc cho chị xem này. Nhìn thôi, chắc bao nhiêu? 1.000 của chị bao nhiêu, chị bóc đi. Không thể rồi. Rồi, cứ bóc đi, đưa em xem nào. Tận 50, sao cô hàn thiên vị thế? Của chị thì xin nhá. Mình làm gì sai à? Éo ơi, ăn có mỗi một miếng. Nhìn tao đây là mẹ cho tao hẳn một cái ăn nó mới đã. Lêu lêu. Nhà bạn giàu bạn ăn nho Mỹ. Nhà tôi nghèo tôi bay sang Mỹ ra ăn nho. Hả? Đâu tao xem đầu à? Éo ơi, lóng thế này có khi não bốc hơi rồi. Đúng là cái đồ ảo tưởng lêu lêu. Cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú ơi. Hả? Sao mà nhiều tiền vậy? Ôi cô chủ ơi, hết giờ giả làm người nghèo rồi đi về được không chủ mắng đấy. Đi với thơ các thử. Cô tặng ai đó chút tiền nè. Hả? Cô gái chủ tịch á? Thế cho xin ít tiền nhá. Ui nhiều tiền nữa mắc cài rồi. Này này này, dừng lại, ra đây. Cô chủ chị cho, nhưng mà chị không cho. Thôi đi về đi, nhanh này. Này, đưa bim bim đây. Đưa mấy quả táo đây. Đây ạ. Đưa nó gói con gà đây. Đây ạ. Cả gói bột canh nữa. Đây. Còn gì nữa đâu ơi. Em không còn gì nữa đâu ạ. À. Mình nói thật không còn đôi tao lại đưa ơi. Mày có được không? Em không. Mày được không? Mày để tao đánh mày. Này, này, con làm sao đấy ạ? À? Sao lại bắt nạt em như thế hả? Này, đưa hết đồ của em đây. Nhá. Không, con không đưa đâu. Lâu lâu. Con chẳng có gì ăn cả, con đói quá. Đồ ăn đúng không? Ở nhà cô có đấy, chờ cô một tí nhá. Này, con ơi, cô có thùng sữa Cool tặng con này. Đây, cô tặng con mấy quả ăn vặt này, ăn tạm nhá. Con chào ơn con. Không có gì đâu. Con nhìn này, ở đây có quả chuối sinh đôi này, mẹ bẻ ra này, con một nửa, mẹ một nửa nhá. Ô mẹ ơi, mua mà ăn quả chuối sinh đôi là chia đẻ ra cha con sinh đôi à? À, đấy là người ta treo rồi thôi, chứ không đẻ ra con sinh đôi thật đâu, con cứ ăn đi. Mẹ ơi, mua mà ăn chúa là có đủ lo đâu. Thôi con ăn tạm đi, xong tí nữa mẹ đi xin cho con đồ ăn sau nhá. Vâng ạ. Con bóc ra ăn đi. Ai mua đồ ăn vặt nên ngon bổ rẻ này. Chị mua nhiều thế. Chị có việc em ạ. À. Đấy chị nhặt đi. Chị nhặt mỗi lại một ít nhá. Vâng. Thôi chị đi đây. Vâng. Chị ơi, em có một chút đồ ăn vặt tặng cho hai mẹ con chị này. Ôi, nhiều đồ ăn vặt tặng cho hai mẹ con chị thật á. Vâng ạ. À. Ôi con ơi, con có thích đồ ăn vặt này không? Con có. Ôi cô cho mẹ con mình đấy. Con cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều nhá. Không có gì đâu chị ạ. Em đi về đâu. Ôi chị cảm ơn em nhiều nhá. Lần này con ăn đi, con ăn cái nào? Để mẹ bắt cho con ăn nhá.